khí đốt thiên nhiên và nhiên liệu lỏng dùng trong mọi loại động cơ đốt trong, là các hợp chất hóa học giữa hydro và carbon, chủ yếu xuất phát từ các mỏ dưới đất. Nhưng đại dương cũng là nguồn chứa khổng lồ khí hydro và ngày càng nhiều khí carbon dioxide hay CO2. Hòa tan trong nước biển từ không khí, nó khiến nước mang tính axit nhiều hơn. Những tiến bộ mới về công nghệ giúp chiết xuất các hóa chất ấy từ đại dương và biến chúng thành một loại nhiên liệu lỏng. Tiến sĩ Heather Willauer của Hải quân Mỹ cho biết. Chúng tôi thực sự có thể chứng tỏ rằng chúng tôi có thể tái kết hợp CO2 và hydro trong phòng thí nghiệm thành nhiên liệu dạng lỏng. Tiến trình này đòi hỏi rất nhiều điện năng mà để tiết kiệm phải lấy từ một nguồn rẻ tiền như nhà máy điện hạt nhân. Rõ ràng, nơi hữu hiệu nhất để thực hiện việc này sẽ là trên một tàu sân bay chạy bằng điện hạt nhân. Bà Willauer nói, một ngày nào đó, những chiếc tàu này có thể tự sản xuất nhiên liệu cho mình. Đây là công nghệ có thể làm thay đổi cục diện cho hải quân hoặc các thực thể thương mại, bởi vì ta có thể chế tạo nhiên liệu ở nơi nào và khi nào ta cần. Nhiên liệu mới đã được thử nghiệm thành công trên máy bay mẫu với động cơ hai thì. Hiện tại, chế tạo nhiên liệu này đòi hỏi sức mạnh gấp đôi mức nhiên liệu có thể tạo ra, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng có thể hạ thấp tỷ lệ này. Bà Willauer nói tiến trình mới sẽ không làm tăng lượng CO2 trong khí quyển, góp phần gây nên tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Một khi chúng ta lấy những hóa chất đó ra khỏi nước biển, thì đại dương lại lấy trở lại từ khí quyển vì trạng thái cân bằng liên tục. Do đó, chúng tôi hy vọng lượng carbon ở mức trung tính. Các nhà khoa học hy vọng một nhà máy công nghiệp quy mô nhỏ có thể bắt đầu biến nước biển thành nhiên liệu trong vòng 15 năm tới.